coi xong phim. Ông tự lấy xe ra đi. Vô đang làm gì đó đi vô. Con đang giao nhà. Giao nhà cái gì, cái đó là cái chổi mà. Thôi đâu mà sao đâu có ai đâu. Xin đây. Rồi mưa nhỏ lại rồi. Thôi đi vô ha. Đổ chơi đi vô các bạn. Rô quét sơn là phải quét cho sạch cho mới phá nha, không có đụng vô em nha. Rio ra đi. Mùa đông không lạnh. Chán chưa các bạn, đi vô chưa? Chán chưa. Sắp hết mưa rồi. Ô đang quét sân phụ mẹ nè. Quét hết lá đi ô. Xin đây. Xin đây mẹ nói nghe nè. Nghe làm gì đó. Này tắt nước đi con, không cần tưới cây đâu con. Trời mưa là không cần tưới cây đâu. Rồi xong chưa? Con là siêu nhân. Chúng mẹ bây giờ, chúng mẹ. Nhiều quá. Chơi đi, hãy bạn hãy phát biểu cảm nghĩ. Bạn đã muốn vô chưa, bạn chơi đi. Dạ chưa. Bạn hãy hát một bài thì mẹ cho bạn. Bạn tắm mưa tiếp. Con chim nào trên cành cây hát mưa đây, hát mưa đi. Em yêu chim, em đang chim. Vì mỗi lần chim hát em vui. Ai, rồi đi ra chơi tiếp đi. Con mới lại bị téo, bị đỏ đều mà. Mới lại bị téo trên đây hả? Con phải cẩn thận chứ. À, Rio hát tặng mẹ một bài nào. Hay không? Hát bài Noah đi. Hát nha. À. Cố nha. Trời ơi hát dở quá vậy. Hôm nay đang chơi cát hả? Xin đây hát một bài tặng mami nào. Ở đi vô ha. Rio con không quét cát nào. Con quét cát con sẽ làm dơ sân đó. Rio có nghe không? Không quét cát nha. À, em Lai Lai ơi, Sài Gòn đang trời mưa nè. Cô chào con nhé, Dương Thu Hà. Xin đây tắt nước. Cho đi tắt nước giùm em đi con. Ta đạp xe đạp đi nè. Đạp xe đạp, đạp xe đạp, đạp xe đạp, đạp xe đạp. Thôi rồi đi lên. Đủ rồi đi ô. Bác Sơn dạy đủ rồi. Mưa mà trời cũng đứng gió nên mới lạnh nè. Cứ nãy giờ mà bình thường tắm luôn sạch sạch sạch. Chưa ơi, xong chưa? Hai chị em làm cái gì ạ? Bên này tắt nước đi con.
cái này ơi. Ở Bình Tân chưa có mưa. Ở đây thì hồi nãy mưa lớn lắm, mà Hà đang quay livestream thì tự nhiên bị mất mạng cho nên là bị gián đoạn, thành ra là phải làm quay lại livestream khác. À, Mio bữa nay không khỏe trong người cho nên là không có cho tắm mưa được. Mấy lần trước là Mio cũng tắm mưa. À, Lý Hảo ơi, anh Hải đang làm việc ở trong nhà. Hồi nãy anh Hải có chạy ra mà lúc đó thì cái mạng của chị bị đứt cho nên là chị lại không có quay được. Chị Minh Lâm ơi, em đang ở Sài Gòn. Rio à, con cất vô đi con. Rio. Rồi bây giờ mình vô nha, mình vô mình tắm nha. Mình vô mình lên mình ăn cơm nè. Chán chưa? Chán chưa. Sao chưa chán, lâu chán vậy ta? Che đi à. Cherry. Cherry. Con không phá nước nữa. Rio. Không phá nước nữa, mẹ cho đi vô nhà hết. Mẹ ơi kìa nè. Một dòng nước suối đang chảy xuống. Bây giờ tụi con á mà cứ phá nước nữa là mẹ sẽ cho đi vô nhà. Con lau tay bằng nước. Có lắm mẹ. Chị kêu tên em là Thu Lê, Thu Lê. Chào em Thu Lê. Chào em Nhi Hồ. Chào bạn Nguyễn Thị Ngọc. Anh Hải thì đang anh Hải đang làm việc kịch bản. Mấy bạn hỏi anh Hải quá nè. Anh Hải đang làm kịch bản cho phim Lật Mặt 3. Một bài nhạc buồn nữa. Dạ. Tháng 9, cuối tháng 9 này thì phim Lật Mặt 3 sẽ bấm máy nè. Đây là anh Cường đạo diễn hình ảnh và bạn Thắng trợ lý đạo diễn. Hà ơi, không có bài buồn nằm đâu hả? Ở trong mail có đánh dấu luôn anh. Chú ơi, ba ơi nè, nhắm mắt lại, không, nhắm mắt lại có thuật. Ảo thuật gì á? À, chú ơi là ảo thuật. Đang nói ba nhắm mắt lại. Ba mới thấy một cái bộ cái nó thôi đúng không? Đây, mở mắt. Wow, hay thế. Ảo thuật, hai cái nó. Giỡn tay. Trời ơi, khán giả coi người ta là ảo thuật không vỗ tay gì hết. Sao biết làm à? Rồi đi vô tắm đi. Vô tắm trước. Cherry vô đi con. Sunny vô nào, tắt nước. Đúng rồi, Sunny tắt nước. Nước ngay cho nước xả hết đi con. Em tắt nước rồi, em không mở nước nữa nha. Em không mở nước nữa nha, em đi vô đây. Em xin này đi vô đây, Cherry đi vào đây. Cherry ơi, mấy bạn nhỏ này là kỳ lạ, trời mưa thì cứ đi ra lấy nước tưới mưa hoặc tưới cây hoài. Trời mưa này mình không cần tưới cây nữa con. Cherry. Đúng rồi, mưa đã đủ nước rồi, mình không cần tưới cây nữa. Rồi thôi, dạ chơi đi, bye bye các cô chú đi, chơi đi. Chơi đi, bye bye nè. Bye bye. Không có gió nữa. Không hôn luôn, chào mất tâm gì hết, chào đàng hoàng nè. Bye bye. Bye bye cả nhà nha. Sao giờ này lại tới chơi?